các tỉnh đồng bằng sông Hồng vừa trải qua cơn bão chưa từng xảy ra trong vòng 50 năm qua. Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng gần như không có khái niệm bão đến vào tháng 10, nên sự chủ quan và bị động đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất vụ đông, bị thiệt hại gần như cơ bản, có lẽ sẽ là thách thức đối với một loạt chỉ tiêu nông nghiệp miền Bắc từ nay đến cuối năm. 8 sào vụ đông của bà Thiểm gần như mất trắng vì bà chẳng nghĩ nó phải được bảo vệ khỏi thiên tai ở thời điểm này. Và cũng chỉ vì dựa vào kinh nghiệm để cho rằng bão không bao giờ ra miền Bắc khi đã qua rằm tháng 9, nên cánh đồng sản xuất vụ đông gần 140 ha của xã Thụy Bình của tỉnh Thái Bình với những cây có giá trị cao đã bị thiệt hại nặng. Nói chung là bị động thôi chứ cũng chẳng ai ngờ là đến cái tháng này mà còn bão to như vậy. Qua đợt bão này mà mất thế này thì sang năm thì không dám trồng nhiều nữa. Vì thấy là quá là mất nhiều. Vì anh nào trồng nhiều mất nhiều, anh nào trồng ít thì mất ít, thì nên lười thì không trồng nữa thì lại đỡ mất cái gì. Theo thống kê của Cục Trồng Trọt, bên cạnh hơn 35.000 hecta lúa chưa gặt trước bão, đến thời điểm này trong 160.000 hecta vụ đông tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng thì đã có gần 80.000 hecta thiệt hại từ 70 đến 90%. Trước diễn biến này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương phải khẩn trương khôi phục sản xuất để có thể lấy lại niềm tin cho người dân. Đề nghị các địa phương và các chủ trương ta vẫn có thể gieo trồng một số cây, đấy, như là cây khoai tây và một số cây rau màu khác để ta bù lại. Đấy, cho nên là cái đây là chúng ta tìm mọi biện pháp mà cao, chúng ta vẫn tất nhiên chúng ta không thể đạt được cái mục tiêu đề ra được, bởi vì do một cái ảnh hưởng rất là lớn cơn bão. Chúng ta cứ cố gắng làm sao tốt nhất để chúng ta khôi phục lại được, và cũng qua đó thì chúng ta cũng củng cố lại một cái niềm tin trong người dân để sau khi bị thiên tai. Qua cơn bão số 8 lần này cũng cần phải đặt thêm một vấn đề nữa là sự chủ động quy hoạch mùa vụ tại các địa phương trước những diễn biến ngày càng khó lường của biến đổi khí hậu. Tỉnh Thái Bình dù gặt chạy thì vẫn còn 5.000 hecta lúa chưa kịp thu hoạch trước bão. Sau bão thu hoạch thì mỗi sào lúa nông dân mất đứt một tạ thóc. Chỉ riêng thiệt hại về nông nghiệp, tỉnh Thái Bình đã mất hơn 1.000 tỷ đồng. Chúng tôi có đi vận động bà con thu hoạch, thế rồi sơ tán dân ở những cái vùng mà ngoài đê, vùng bãi triều, dân ở nuôi trồng thủy sản. Thì bà con có nói với chúng tôi rằng là bác ơi, bão không vào đâu vì chúng tôi cho chân xuống nước, nước lạnh lắm. Và theo kinh nghiệm của bà con như vậy thì là bão sẽ không vào. Nhưng mà đấy, bây giờ cái trận bão này là một cái bài học hết sức là lớn và hết sức là đau xót. Bởi vì cái thiệt hại đối với ngành nông nghiệp cũng như tất cả cái cơ sở hạ tầng và kể cả kinh tế của bà con nông dân là vô cùng lớn. Sau cơn bão, hiện nhiều nông dân mới quyết định làm lại hệ thống chuồng trại chăn nuôi có thể chịu đựng được sức tàn phá nhất định của thiên tai. Điều mà nhiều nông dân miền Bắc đã gần như bỏ ngỏ khi cơn bão số 8 tràn về. Rõ ràng đối với các tỉnh phía Bắc thì cơn bão số 8 có thể nói là một cơn bão trái mùa và hoàn toàn khác với tiền lệ trong vòng 25 năm qua. Điều đó cho thấy là biến đổi khí hậu đang tạo ra những hình thái thời tiết mà những suy luận từ kinh nghiệm dân gian hay là theo quy luật hàng năm đều gần như là khó có cơ sở để chính xác. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là chủ động phòng chống và không chủ quan làm bài học cần nhìn nhận từ cơn bão số 8 này khi mà mùa mưa bão vẫn còn đang tiếp diễn.